Xã hội Nhật game massage nội địa Nhật Bản. Xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 và cũng là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9. Lời đầu tiên em học Japan xin uh, uh, chúc uh, quý cô chú anh chị có một kỳ nghỉ lễ uh, thật vui bên uh, gia đình và những người thân. Uh, hôm nay em học Japan xin uh, uh, quay video báo giá. À, những sản phẩm à, hiện đang có bên shop của hợp Japan à, để gửi tới quý cô chú anh chị à, chúng ta có thể à, tham khảo Và lựa chọn à cho mình cũng như là những người thân à, trong gia đình của mình một sản phẩm ghế massage à nội địa Nhật Bản. À ghế massage nội địa Nhật Bản à, như học Japan đã giới thiệu thì có ba thương hiệu chính đó là Panasonic, Fujiyuki và Family Nada. À, đặc biệt thì Hợp Japan đánh giá cao về những sản phẩm à, à, của hãng Panasonic. Nếu à, à, quý cô chú anh chị và các bạn à, mình còn đang à, à, thắc mắc hoặc là à, chưa hiểu về à, chức năng cũng như là à, hoạt động của từng hãng thì à, à, quý cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ hoặc nhắn tin cho em Hợp Japan theo số điện thoại 097 -999 1265 em sẽ tư vấn à, tới quý cô chú anh chị và các bạn à, như Hợp Japan đã nói thì à, Panasonic thì chuyên về massage vật lý trị liệu lưng vai gáy à, đặc biệt từ chiếc à, mà A98 trở lên thì có thêm cái bài kéo giãn cuộc sống à, rất là tốt cho sức khỏe hãng Fujizuki thì à, À, phù hợp cho những gia đình à, 3 bốn thế hệ Tại à, vì à, Fujizuki thì mình có thể tăng giảm à, Tối đa cũng như là tối thiểu Về cái lực đấm ở trên quân lan lưng Còn Family Nada thì à, chủ yếu dành cho phụ nữ Hoặc là những người lớn tuổi Tại à, vì à, Family Nada thì Chỉ có chuyên massage về à, à, Kéo giảm cuộc sống nữa. Vì vậy mà à, Quý cô chú anh chị và các bạn à, Mình còn đang thắc mắc thì có thể ghé à, để mình trải nghiệm thực tế xem là à, hợp Japan tư vấn có đúng hay không. Tại vì mỗi đơn vị thì à, họ sẽ có một cái à, tư vấn khác nhau nên à, hợp Japan lúc nào cũng khuyên à, à, mọi người nên trải nghiệm thực tế để mình à, có thể biết được là chiếc ghế nào và hãng nào à, có thể phù hợp với à, cái nhu cầu mà quý cô chú anh chị và các bạn đang cần. À, bên shop của học japan thì chủ yếu là bán những mặt hàng mà do học japan đấu giá trực tiếp từ bên nhật về à, những ngày trước thì học japan à, hay quay những chiếc ghế massage mà về từ bên nhật về tới à, Kho và khi mà từ kho trở về cửa hàng thì học japan luôn khui ra để à, gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn à, chúng ta có thể biết được là cái chất hàng đấu giá nó sẽ như thế nào tại vì ở trên thị trường thì bây giờ hầu như đơn vị nào hoặc shop nào thì à, dù là hàng bãi, hàng thấp hoặc là hàng cao cấp thì à, ai họ cũng giới thiệu là hàng đấu giá. À, như bên shop của họ Japan thì cái mức giá chủ yếu là từ dao động khoảng từ 35 triệu trở lên. Những sản phẩm thấp hơn thì hầu như học Japan không bán. Ví dụ ở đây họ Japan có một chiếc uh, Panasonic JP mã 43. Chiếc này thì là có quần lan đa nóng và phù hợp với những cái gia đình mà có không gian nhỏ gọn thì uh, chiếc này hợp Japan đang bán giá là 28 triệu đây là một cái sản phẩm mà hợp Japan khi mà đấu giá thấy nó rất là đẹp thì để uh, đáp ứng được những cái nhu cầu của quý cô chú anh chị và các bạn cần một cái mặt hàng mà đẹp hàng đấu giá uh, nhưng giá nó cũng phù hợp thì Học uh, Japan có đấu giá uh, lâu lâu đấu giá những chiếc như thế này để đáp ứng uh, uh, với mọi người uh, những cái sản phẩm mà nó uh, giá nó vừa uh, uh, hợp lý mà chất lượng nó cũng uh, uh, rất là tốt. Đây là một uh, chiếc đầu tiên mà Học Japan giới thiệu tới uh, quý cô chú anh chị và các bạn chiếc Panasonic EP ma 043 chiếc này thì Học Japan đang bán với giá là 28 triệu. Tất cả sản phẩm bên shop của Happy Japan thì Happy Japan đều bảo hành là 18 tháng tại nhà khách và giao cũng như là lắp đặt tại nhà à, khách hàng. Chiếc này thì được sản xuất vào năm 2013 nhé À mọi người có thể à ở trên hãng cũng vậy, mình sẽ biết cái năm chính xác tránh cái sự nhầm lẫn là à năm 2013 nhưng mà sẽ giới thiệu nó cao lên để mình có thể bán được hàng tiếp theo đây thì học japan xin giới thiệu tới à, à, quý cô chú anh chị chiếc Panasonic ep ma 73 đây, những sản phẩm bên shop của học japan thì đa số là còn catalog sách chứng dẫn tại vì những mặt hàng đấu giá thì bên nhật à, à, họ à, rất là kỹ à, có những gia đình thì họ vẫn à, giữ được những cái à, à, cuốn sách chứng dẫn cũng như là cái thư bảo hành chiếc này thì à, học japan đang bán với mức giá loanh quanh à, À, 40 triệu, trên 40 triệu một tí thôi Chiếc này thì quần lăn đã nóng Và nhiệt hồng ngoại dưới gan à, Bàn chân, ở dưới gan thì chỉ có bị bấm huyệt thôi, đặc biệt những mẫu Panasonic từ mà 068 trở xuống Thì chúng ta có thể quay được cái chân này vào này Khi mà Mình không sử dụng thì mình có thể quay nó vào Để mình làm giống như một cái ghế sofa Mình ngồi à, xem tivi Hoặc là ngồi à, nghỉ vậy Loanh quanh 40 triệu hơn 40 triệu một tí thôi. Thì à, mọi người có ngay chiếc Panasonic EP mã 43. M A bảy Tiếp theo đây thì là chiếc Fuji à, chiếc uh, Family Nada mà hợp Japan giới thiệu uh, đây là chiếc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh AI. Và chiếc này chuyên về kéo giảm cuộc sống phù hợp với uh, uh, phụ nữ hoặc là những người lớn tuổi. Người mà cần một cái chế độ massage nó nhẹ nhàng vừa phải thì uh, chúng ta nên tham khảo chiếc uh, family nerda này chiếc này là chiếc lubinert 10.000 chiếc này thì học japan đang bán uh, uh, trên 50 triệu uh, một tí thôi uh, nếu mà quý cô chú anh chị và các bạn mà cần uh, một chiếc về lưng vai gái thì uh, như chiếc luminus này thì học japan uh, khuyên mọi người không nên uh, tìm hiểu làm gì hết ấy. tại vì uh, ví dụ như uh, nó còn đang thua chiếc MA73 phân khúc 40 triệu Nhưng mà um, nói về massage vật lý trị liệu lưng vai gái thì chiếc này nó hơn hẳn chiếc uh, family nada này Tiếp theo rồi thì phân khúc uh, 60 triệu nha. Chiếc này hợp Japan đang bán 60 triệu thì chiếc uh, Fujiyuki SKS6900 Chiếc này thì uh, được sản xuất vào năm 2019 Chiếc này thì đã có nhiệt và đã có uh, tấm chữa nhiệt và quân lăn cũng như nhiệt hồng ngoại dưới gan lòng bàn chân rồi Sử dụng màn hình cảm ứng Đây là dòng SKS Chiếc này thì hiện tại đang à, à, thua chiếc à, SKS thôi. Đây là phần khúc à, 60 triệu Cái bên đây thì chưa tới 40 triệu thì Học Japan à, giới thiệu tới quý cô chú anh chị và các bạn chiếc Panasonic bảy mươi. 70 đây, Chiếc này rất là đẹp Bên Học Japan thì sẽ à, dịch một bản sang tiếng Việt Catalog hướng dẫn tiếng Nhật còn nguyên chiếc này thì cực kỳ đẹp mọi người khi chúng ta có thể đi đi mua hàng hoặc là xem qua hình ảnh thì mình chỉ cần nhìn qua cái chất ở trên gối hoặc là dưới cái phần mông này thì chúng ta có thể đánh giá được chiếc ghế đó ở bên Nhật họ sử dụng nhiều hay là ít đây là chiếc Panasonic MA70 chiếc này chỉ với giá dưới 40 triệu thôi Kế tiếp đây thì hộp cho của có chiếc cái massage cao cấp Panasonic EPMA97. Đây là đời đầu tiên sử dụng quân lăn ở dưới gan lòng bàn chân của Panasonic. Và đặc biệt từ mẫu mà A068 à, trở lên thì đã có 9 bài massage toàn thân rồi, lên tới à, mã 99. Chiếc này thì đã full hết rồi, full bởi vì chiếc mã 97 đã có hệ thống quân lăn gan bàn chân. Còn như chiếc mã 068 trở xuống thì À, chỉ gọi là massage toàn uh, massage, massage toàn thân thôi chứ chưa thể phun chức năng được. Tại vì uh, chiếc 68 trở xuống chưa có con lan gan bàn chân. Chiếc này thì hợp Japan đang bán với uh, mức giá loanh quanh uh, 60 dưới 60 triệu thôi. Chiếc Panasonic EPMA97. Bên đây thì họp Japan đang có hai chiếc ghế massage cao cấp và chiếc đầu tiên đây là chiếc Panasonic EPMA101. Cái dòng này thì đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh AI rồi. Và motor không tuổi than này. Quên này ra không bật điện. Đây, chiếc này là chiếc một chiếc màu bia. cả hai chiếc này của hộp Japan thì đều là chiếc màu bia chiếc bên này đây là chiếc ma 101 này Đấy. Panasonic JP ma 101 và sách hướng dẫn này. ma 101 Đấy. mọi người có thể nhìn tổng thể cái phần da này thì chúng ta có thể đánh giá được là chiếc ghế nó còn rất là mới thật sự những chiếc mà như thế này thì ở thị trường Việt Nam chúng ta tìm rất là hiếm cực kỳ khó tìm luôn. Chiếc này thì Học Japan đang bán lanh quanh 80 thôi. 80 triệu. Chiếc Panasonic EP MA101. Tiếp bên đây thì Học Japan có chiếc Panasonic EP MA102. À, lên tới chiếc 102 thì màn hình giống nhau nhưng mà cái viền này thì họ thiết kế màu đen, còn bên chiếc MA101 thì màu kem màu sáng sáng nè. về chức năng thì hợp Japan đánh giá như hai chiếc này chức năng massage thì nó như nhau nó chỉ khác này như mọi người có thể nhận biết được một là hai thì cái phần giữ cái hông đùi của mình nó cao hơn còn chiếc 101 thì nó y chang giống như chiếc mà 100 thôi những chiếc này thì đã có chế độ nâng mông rất là cao và đặc biệt những chiếc Panasonic từ mà 98 trở xuống thì à, trở lên thì à, có cái bài kéo giãn à, cực kỳ tốt vì vậy mà quý cô chú anh chị và các bạn đang cần tìm một mẫu chuyên về massage vật lý trị liệu lưng vai gáy và kéo giãn cuộc sống thì lúc nào họp Japan cũng khuyên à, quý cô chú anh chị à, nên tìm hiểu cái dòng của Panasonic từ mà A98 trở lên Đấy. Thật sự những chiếc như thế này rất là hiếm. Đây học Japan à, có hai chiếc màu bè. Panasonic EP mà A101 và Panasonic EP mà A102. Thật sự rất là là khó tìm. Những chiếc như thế này thì full hết rồi, không còn cái gì để mà à, Chê được à, hai cái chiếc này. Từ quần lăn gan vẩn chân và ở à, ở cái phần này, từ quần 98 trở lên thì có thêm cái túi hơi, túi khí và hai cái bi ở bên à, hai cái bắp dế cũng như bắp chuối khi mà bên này họ bóp vào cái túi hơi này bóp vào thì cái hệ thống bi nó sẽ à, bơm túi hơi vào cái túi túi khí và cái bi nó sẽ à, ấn huyệt vào cái bắp chân bắp dế của chúng ta chiếc 102 này thì đang loanh quanh 90 triệu để à, quý cô chú anh chị chúng ta có thể tham khảo À, bên đây thì hợp Japan đang có một chiếc Fujizuki AS970. Chiếc này thì à, Japan đang bán với mức giá trên 30 triệu thôi. 970 Đây là cái miếng dán miếng dán cái màn hình. Những chiếc như thế này thì hợp Japan đã dịch bản sang tiếng Việt hết rồi chiếc này thì được uh, mệnh danh như là một cái phi thuyền tại vì khi mà chúng ta ngồi massage chúng ta bấm ngã thì thì chiếc uh, 960 hoặc chiếc 970 hoặc 6.700 này thì uh, thật sự uh, có một cái tư thế nằm ngã rất là thoải mái chiếc uh, 970 trên 30 triệu thôi. và bên đây thì hợp uh, Japan mới về chiếc uh, Robo Luminus 30.000 hợp Japan còn chưa ráp cái chân vào này robot 30.000 này Luminous. chiếc này ở ngoài thị trường thì à, mẫu xuất khẩu thì họ đang bán à, 206 triệu thì chiếc này học Japan à, bán à, 73 triệu bảo hành nhà à, cho quý cô chú anh chị và các bạn à, về phần máy tại nhà là 18 tháng và bảo hành ra và túi hơi là 5 năm nhé để quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể yên tâm sử dụng À, hiện thì shop à, của học Japan có hai cơ sở chính, đó là cơ sở ở Sài Gòn và cơ sở ở à, Hà Nội. Vì vậy mà quý cô chú anh chị và các bạn à, ai gần ở cơ sở nào thì có thể liên hệ với em học Japan, em sẽ à, để chúng ta tới à, mình trải nghiệm thực tế, xem là à, giữa ba hãng ghế massage nội địa Nhật thì à, hãng nào nó massage nó hay hơn nó tốt hơn hoặc là nó phù hợp với những uh, cái nhu cầu mà mình uh, đang cần em học Japan xin cảm ơn uh, tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong uh, thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm ghế massage nội địa Nhật Bản bên shop học Japan uh, quý cô chú anh chị cần uh, tư vấn thì uh, có thể liên hệ uh, cho em học và số điện thoại 097 999 1265 hoặc cả kết bạn Zalo à, hoặc đăng ký kênh để em hợp có thể gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo. Em xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn.